Ngăn ngừa thoái hóa khớp gối từ bên trong. Thoái hóa khớp gối là một trong những cái vấn đề sức khỏe phổ biến nhất mà người lớn tuổi, đặc biệt là sau 40 tuổi thường gặp phải. Thì đây là một trong những cái tình trạng sụn khớp bị mòn, nó sẽ dẫn đến đau nhức, cứng khớp và hạn chế cái việc mà chúng ta vận động. Khi mà không được điều trị kịp thời và hiệu quả, cái thoái hóa khớp gối thì có thể gây mất chức năng khớp gối và nó sẽ làm giảm cái chất lượng cuộc sống và thậm chí là nó sẽ dẫn đến tàn phế. Chúng ta hoàn toàn có thể ngăn ngừa, kiểm soát và làm chậm quá trình thoái hóa khớp gối bằng cách là chúng ta chăm sóc sức khỏe từ bên trong. Những cái phương pháp ngăn ngừa thoái hóa khớp gối từ bên trong một cách chi tiết nhất sẽ giúp cho bạn bảo vệ khớp gối và giữ cho cơ thể của chúng ta luôn luôn được vận động linh hoạt trong suốt cuộc đời. Như là chúng ta bổ sung dinh dưỡng và tập luyện và duy trì cái lối sống lành mạnh, thì cái dinh dưỡng hỗ trợ ngăn ngừa cái thoái hóa khớp nó là một trong những cái vai trò cực kỳ là quan trọng trong việc duy trì sức khỏe khớp gối, sụn cũng như là các cái cấu trúc liên quan đến khớp như là những cái dây chằng và cơ bắp cần được cung cấp đầy đủ dưỡng chất để nó duy trì cái tính đàn hồi, cái sự chắc khỏe và cái khả năng tái tạo. Thì một cái chế độ ăn giàu dinh dưỡng cần thiết có thể giúp làm chậm cái quá trình thoái hóa, giảm cái nguy cơ viêm nhiễm và hỗ trợ tái tạo sụn khớp tổn thương. Collagen là thành phần chính của sụn khớp, chiếm khoảng 70% trọng lượng của cái mô sụn. Thì cái collagen này giúp sụn duy trì cái mật độ đàn hồi và khả năng chịu lực cơ thể khi mà chúng ta di chuyển. Khi tuổi tác tăng lên, cơ thể chúng ta bị giảm sản xuất thì nó sẽ giảm sản xuất cái collagen tự nhiên, khiến sụn của bạn bị mòn và mất đi tính linh hoạt. Thì chúng ta phải bổ sung cái collagen từ thực phẩm hoặc là từ những cái thực phẩm chức năng thì nó sẽ giúp hỗ trợ tái tạo sụn và ngăn ngừa cái thoái hóa và cải thiện được cái sự dẻo dai của khớp của chúng ta. Khớp glucosamine là một cái hợp chất tự nhiên được tìm thấy trong sụn khớp và dịch khớp, có cái vai trò quan trọng trong việc chúng ta duy trì cấu trúc và cái chức năng của sụn. Cái glucosamine giúp xây dựng và sửa chữa cái mô sụn, giảm đi cái tình trạng chúng ta bị viêm nhiễm tại khớp và cải thiện cái độ linh hoạt của khớp gối. Việc mà chúng ta bổ sung glucosamine qua các cái sản phẩm thực phẩm chức năng đã được chứng minh là có thể là làm chậm quá trình thoái hóa khớp và giảm cái triệu chứng đau ở người bị viêm khớp. Omega 3 và axit béo không bão hòa. Thì cái omega 3 là một cái loại axit béo không bão hòa nổi tiếng với cái tác dụng chống viêm. Viêm nhiễm là một những cái yếu tố chính gây ra sự suy giảm thoái hóa của sụn khớp, và cái việc mà chúng ta bổ sung omega 3 từ chế độ ăn hay là từ những cái viên thực phẩm chức năng có thể giúp bảo vệ được sụn khỏi tổn thương và giảm đi các cái triệu chứng đau khớp. Omega 3 có rất là nhiều trong những cái loại thực phẩm như là cá thu, cá hồi hay là những cái loại quả hay là những cái loại rau, và omega 3 còn có lợi cho sức khỏe tim mạch và bổ não. Vitamin D giúp cơ thể hấp thụ canxi, một cái khoáng chất thiết yếu cho sức khỏe của xương và khớp. Thiếu vitamin D thì có thể làm tăng cái nguy cơ loãng xương và thoái hóa khớp. Bạn có thể bổ sung vitamin D từ ánh nắng mặt trời hay là từ các cái loại thực phẩm như là cá hồi hay là sữa, hoặc là thông qua các cái sản phẩm bổ sung. Việc mà chúng ta chăm sóc sức khỏe từ sớm nó không chỉ giúp cải thiện chất lượng cuộc sống mà nó còn ngăn ngừa được các cái vấn đề nghiêm trọng về khớp gối bên trong tương lai. Xin chào quý vị, nếu mà quý vị thấy những cái thông tin này nó hữu ích, đừng quên chia sẻ để lan tỏa cái kiến thức này đến với nhiều người hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo.